cách chọn loại vật liệu lọc xử lý nước nhiễm về nhiễm vôi. Hôm nay thì em Quỳnh sẽ giới thiệu cho mọi người về những loại vật liệu lọc mà mọi người cùng tham khảo nha. Nhìn chung thì vật liệu lọc được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là vật liệu lọc thô, khử phèn, sắt. Nhóm thứ hai là vật liệu khử mùi, khử chất hữu cơ. Và nhóm thứ ba là khử những cái loại nước bị nhiễm canxi, nhiễm vôi. Nhóm thứ nhất, vật liệu lọc thô, phèn, sắt. Thì đầu tiên đó là cát thạch anh. Cát thạch anh thì là một cái loại vật liệu có sẵn trong tự nhiên. Cát thạch anh là có xuất xứ từ Việt Nam, có màu trắng ngà hoặc là vàng nâu. Size của nó là từ 1 đến 2mm. Công dụng của cát thạch anh sẽ là lọc cặn bẩn cũng như là những tạp chất lơ lửng trong nước. Và một cái công dụng khá là đặc biệt của cát thạch anh là cái bề mặt của cát thạch anh sẽ tạo một lớp màng lọc giúp tăng hiệu suất lọc. Tuy nhiên đối với cát thạch anh thôi thì chưa đủ, và chúng ta cần phải kết hợp đối với những vật liệu lọc khác như là sỏi thạch anh, mangan, than hoạt tính, hạt năng, v.v. Và cái thứ hai không thể thiếu trong vật liệu lọc thô đó là sỏi thạch anh. Sỏi thạch anh thì nó cũng có xuất xứ từ Việt Nam và size của nó là từ 2 đến 4mm. Có những hạt lớn hơn thì nó có size từ 4 đến 8mm tùy vào những cái hạt sỏi khác nhau. Thì cũng như là cát thạch anh thì sỏi thạch anh cũng là một cái nguồn rất là dồi dào, tại vì nó có sẵn trong tự nhiên, do đó mà chi phí trên thị trường khá là thấp. Và sỏi thạch anh nó cũng được ứng dụng nhiều trong các cái thiết bị là xử lý nước cũng như là lọc nước chuyên dụng. Thì công dụng của sỏi thạch anh thì nó sẽ đỡ những cái lớp vật liệu lọc ở trên, và cái thứ hai nó sẽ loại bỏ những cái tạp chất trong nước lên đến 70%. Và loại vật liệu thứ ba trong nhóm vật liệu lọc thô, lọc phèn sắt. Đó là mangan. Mangan thì sẽ được chia làm 3 loại mangan, là mangan Việt Nam, mangan Ấn Độ và dơ mangan là mangan Đài Loan. Mangan Việt Nam thì size của nó là từ 1 đến 2mm. Mangan Việt Nam thì nó có màu vàng nâu. Công dụng của mangan thì nó không chỉ là loại bỏ những cái cặn bẩn cũng như là tạp chất trong nước, mà nó còn có công dụng là khử phèn, khử sắt đối với nguồn nước mà bị ô nhiễm do phèn, do sắt. Thì mangan là một cái loại vật liệu không thể thiếu đối với gia đình, sẽ làm giảm đáng kể những cái tạp chất hữu cơ còn tồn tại trong nước. Mangan thì nó cũng giúp nâng cao và ổn định độ pH trong cái độ là khoảng từ 6.5 đến 8 chấm. Đối với những cái nguồn nước mà bị nhiễm phèn, sắt thì mangan là một cái loại vật liệu không thể thiếu, và mangan nó sẽ loại bỏ những cái tạp chất cặn bẩn trong nước. Tuy nhiên thì đối với mangan thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến nguồn nước đầu ra. Tiếp theo là dơ mangan. Dơ mangan thì có xuất xứ là từ Đài Loan, và kích cỡ của nó từ 16 đến 30 mét. Và khác so với cái mangan Việt Nam lúc nãy thì dơ mangan nó sẽ có cái tính năng lọc hiệu quả hơn. Dơ mangan thì nó sẽ khử sắt, mangan và huyền phù rất là tốt, và cái công suất lọc của nó rất là hiệu quả. Dơ mangan thì được dùng trong hệ thống xử lý nước, nhất là đối với hệ thống mà xử lý giếng khoan bị nhiễm phèn sắt. Đối với mangan thì nó đóng vai trò là chất có xúc tác và không tham gia vào phản ứng hóa học, do đó mà khi mà dùng mangan thì nó rất là an toàn và đem lại hiệu quả cao và đảm bảo được cái nguồn nước đầu ra. Tiếp theo là mangan Ấn Độ. Thì mangan Ấn Độ thì có size từ 1 đến 2mm, và màu của nó sẽ là màu ngã và màu đen. Cũng giống như công dụng của mangan Việt Nam thì mangan Ấn Độ cũng là khử phèn sắt cũng như là ổn định được cái độ pH trong nước, loại bỏ những cái tạp chất lơ lửng trong nước. Vật liệu lọc phèn sắt thì không thể không kể đến là hạt lọc đa năng AC. Thì hạt lọc đa năng AC nó xuất xứ từ Nga, và hạt của nó sẽ có kích thước từ 1.5 đến 2.5mm. Đối với hạt lọc đa năng AC này thì nó sẽ khử những cái kim loại sắt, mangan cũng như là những kim loại nặng trong nước. Cái thứ hai thì nó sẽ nâng cao nồng độ pH và giúp được độ pH ổn định ở mức là trên 6.5. Hạt lọc đa năng AC thì nó được ứng dụng trong hệ thống lọc nước công nghiệp cũng như là hệ thống lọc nước gia đình.
đối với hạt này thì nó có thể thay thế những cái vật liệu độc khác như là các anh sỏi thạch anh, do đó thì nó được ứng dụng nhiều trong các thiết bị xử lý nước cũng như là ngành lọc nước chuyên dụng. Tiếp theo một cái vật liệu lọc nữa đó là hạt năm pH. Hạt năm pH thì có xuất xứ từ Việt Nam và kích thước của nó là từ 1.5 đến 2.5 mm. Hạt năm pH thì nó có màu và trắng này. Công dụng của hạt năm pH thì nó sẽ giúp là mà nâng cao và đảm bảo được cái hiệu suất lọc cũng như là ổn định được cái độ pH trong nước. Hạt năm pH thì được là tích hợp vào các cái hệ thống lọc nước. Khi nó chảy qua thì các ion kiềm được giải phóng và tương tác và làm cho nước trở nên kiềm hơn. Và trên thị trường thì giá thành của hạt năm pH cũng khá là rẻ, do đó thì nó được ứng dụng và sử dụng rộng rãi trong ngành lọc nước. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai là những loại vật liệu lọc khử mùi và khử các tạp chất hữu cơ trong nước. Đầu tiên thì kể đến đó là than hoạt tính năng độ. Than hoạt tính năng độ thì có xuất xứ là từ Ấn Độ và hạt của nó là từ 4 đến 8 lít và có màu đen. Và công dụng của than hoạt tính năng độ thì nó sẽ khử màu, khử mùi và khử các chất độc hại trong nước. Than hoạt tính năng độ thì nó sẽ khử màu, khử mùi vô cùng hiệu quả. Hai, nó sẽ làm giảm những hàm lượng cũng như là kim loại nặng trong nước. Và khi nhắc đến vật liệu lọc nước thì than hoạt tính năng độ là một vật liệu lọc không thể thiếu trong các thiết bị ngành xử lý nước. Một cái loại vật liệu lọc tiếp theo là hạt xúc tác Aluwatt. Thì hạt xúc tác Aluwatt thì nó ở dạng viên hình tròn. Hạt xúc tác Aluwatt thì nó sẽ có màu đỏ nâu và xuất xứ của nó là từ Việt Nam. Thành phần của hạt xúc tác Aluwatt này là CaO, CaCO3 và F2O3 và định hình thời gian tiếp xúc với hạt Aluwatt tốt nhất là khoảng 7 phút. Đối với hạt Aluwatt này thì nó sẽ làm ổn định được cái độ pH trong nước. Và cái thứ hai là nó sẽ không làm tắc nghẽn các mốc lọc khi mà hàm lượng bẩn tăng cao. Đối với hạt xúc tác Aluwatt thì nó có độ bền cao và cái thứ hai là nó dễ dàng thay thế các loại vật liệu lọc khác. Do đó mà người ta ứng dụng cái hạt Aluwatt này rất là nhiều trong thực tế. Tiếp theo nhóm thứ ba. Là nhóm vật liệu lọc khử những cái loại nước nhiễm canxi, nhiễm vôi. Đầu tiên là hạt nhựa. Cái hạt nhựa này thì nó có xuất xứ từ Anh và nó sẽ có màu vàng. Đối với hạt nhựa thì độ sốt của nó tương đối khá là cao. Hạt nhựa là một cái loại vật liệu không thể thiếu trong đối với những cái nguồn nước mà bị nhiễm canxi, nhiễm vôi. Công dụng của hạt nhựa thì nó sẽ làm mềm nước, khử khoáng cũng như là loại bỏ những cái kim loại nặng trong nước. Đối với hạt nhựa này thì nó sẽ dùng natri để thay thế canxi và magie. Đây được gọi là quá trình cho đổi ion. Tuy nhiên nếu mà dùng một thời gian dài thì hạt nhựa sẽ mất dần chức năng. Và để có thể hoàn nguyên cũng như là tái sinh hạt nhựa thì chúng ta cần phải ngâm hạt nhựa trong muối tinh khiết. Với muối tinh khiết thì nó sẽ đưa cái hạt nhựa về cái trạng thái ban đầu. Như cũng kể đến là muối viên tinh khiết. Muối viên tinh khiết công dụng của nó sẽ làm hoàn nguyên cũng như là tái sinh được hạt nhựa. Và đối với những cái nguồn nước bị nhiễm canxi, nhiễm vôi thì hạt nhựa muối viên tinh khiết loại vật liệu không thể thiếu đối với những cái nguồn nước mà bị nhiễm canxi, nhiễm vôi. Để hiểu rõ hơn cũng như là lựa chọn những cái loại vật liệu đúng cho cái nguồn nước của gia đình bạn thì liên hệ cho em Quỳnh với số hotline để được tư vấn và hỗ trợ nhé mọi người.